Rồi, ok. Xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video này vui vẻ nha. Ở video này thì Khải soi đồ một cao thủ khá là hot anh em à. Tính từ top 1 đến top 10 thì đây là cao thủ võ đang nguyên, khá là ok đấy. Khải thấy cao thủ này cũng có khá là nhiều trận nằm top tống kim anh em. Hôm nay thì đánh được cho mình là 104 mạng. Đó, 104 mạng mà lấy cho mình top 5. Đó. Đó, giờ đang nha anh em. Hôm nay giờ đang lên top là Khải thấy khá là chắc rồi đấy. Có đang có hạng không? Không. Giờ đang này không có nằm trên bảng xếp hạng anh em à. Giờ đang này dưới 106 rồi. Dưới 106 rồi. Rồi, đây cho anh em xem. Anh này ăn giờ đang đó anh em. Hôm trước Khải thấy ông đánh là ảnh giờ đang đó anh em. Rồi anh em cùng xem đồ thử như thế nào nha, mà tại sao đánh cũng khá là nhiều trận top nha, chứ không phải một trận nha. Khải nhìn vào thì cao thủ nào mà đánh trung bình, ví dụ như 10 trận được từ 4 đến 5 trận mà có top thì khoảng tỷ lệ khoảng 50 đến 70% thì Khải sẽ soi đồ nha anh em. Một củ hạt Khải soi rồi, một củ hạt Khải soi rồi nè. Một củ hạt đường môn Khải soi ở video trước rồi, coi soi từ số mà. Khải soi từ cái bát mà bốn mấy lận đường môn, một củ hạt Khải soi lâu rồi. Đây, ui, một cái nón quá đẹp luôn anh em ơi. Giờ đang quyền mà cái nón này là quá đẹp rồi. Nón này quá đẹp anh em ơi. Nón này bèo bèo phải 5 kim ấy. Nón này bèo bèo phải 3-400 nghìn đó nè. 40-14 sức lực cao. Ui, ngon ấy. Đó, anh em xem cao thủ nổ đang đứng chỗ Khải luôn. Tiếp tục cái vũ khí xem. Đồ. Cái vũ khí này chống 40 dòng 1 anh em. Anh em có thể anh em không tin chứ, ở đầu server cách đây khoảng hơn 2 tháng, ở đầu server nha anh em, ở server này luôn, ở đầu server, Khải có trung gian một cây vũ khí chống 40 dòng 1 với giá trị là 2.500.000. Đó. Đó, hồi đó cách đây khoảng 2 tháng nha anh em thì cây vũ khí chống dòng 1 có giá khoảng hơn 2 triệu. Đó. Còn tầm này thì cây này Khải nghĩ nó rớt chắc khoảng tầm 12 kim, 12 đến 15 kim anh em. Nó khoảng tầm Khải nghĩ nó khoảng tầm 800k đến 1 triệu. Đó. Tại vì đồ đạn nó theo thời gian nè, chứ không có khi nào mà nó giữ tất cả đồ cả. Đây. Ngon ấy. Hiện tại giỏ đan này đang có cho mình hiệu ứng chón 80. Tiếp tục xem cái gia truyền. Đâu. Một gia truyền kháng tất cả 14 hợp kim. Gia truyền này cũng khá là tiền á anh em. Gia truyền này cũng khá là tiền đấy, 14 hợp kim. Gia truyền này trên dưới 12 đến 13 kim, 14 kim anh em. Không biết đâu. Cũng có thể là 15 kim, 16 kim. Đó, tùy theo người bán, nhưng mà Khải nghĩ gia truyền này nó tầm trung khoảng 15 kim nè. 15 kim là khoảng 1 triệu ấy. 1 triệu cái vũ khí này với cái nón này tầm 1 triệu, nó tính ra mới 3 món là đã gần 2 triệu Việt Nam đồng anh em. Đó, cái vũ khí này cho 800 đi, nón này cho 200 đi. Giá trị này 1 triệu tính ra mới 3 món là đã 2 mơ rồi anh em. 3 món đẹp mà đã 2 mơ rồi ấy. Tiếp tục. Một cái áo sinh lực cao. Cái nọc 40 lấy cho mình phục hồi 40. Áo này cũng khá là đẹp. Tiếp đến, một bao tay làm chậm 40. Một bao tay làm chậm 40. Ngập bòi kháng hỏa. À, cái này thì chơi chón 80 rồi thì ngập bòi mang kháng hỏa nha anh em. Ngập bòi mang kháng hỏa thì bù lại lượng kháng hỏa từ cây vũ khí. Tính ra cây vũ khí 5. Cái này 14 mới 19 thôi. 19 với cái này 10 là 29. 29 với cái này 14 nữa là 39 43. Đó, 43 kháng hỏa. Đúng không? 14 này, 19 này. 29, 39 đúng rồi. Kháng hỏa này được 43 nè. Kháng hỏa này được 43. Và lượng làm chậm cho mình là 40. Bao tay này, kháng lôi xem được bao nhiêu. Kháng lôi được 30. 30. Ui, đẹp nhờ. Cái giày này 30, giày này cũng khá đẹp anh em. Giày này gọi là đẹp, đẹp server rồi. Tìm rất là khó luôn. 30 kháng lôi và tóc 25. Đồ, đôi giày này khá là đẹp nha. Đôi giày này trên dưới phải gần 1 triệu ấy. Không biết đâu, 10 kim trở lên đó anh em. 10 kim là tầm khoảng 700 nghìn trở lên đấy. Không biết đâu. Không biết người ta mua bao nhiêu, nhưng mà Khải nghĩ sẽ giá, có giá ấy. Giày này rất là đẹp. Đai lưng này thì 30 kháng lôi. Đai lưng này không có sinh lực thì đai lưng này Khải nghĩ nó cũng tầm 5 kim là cao này. 5 kim đổ lại. Một cái nhẫn 19. Ồ, kháng lôi khá đẹp. Kháng lôi 30, 60, 79. Kháng lôi khá là cao. Kháng lôi được 8x này mà. Kháng lôi được 8x và hiệu ứng chậm 40 chọn 80. Kháng họ 4x. Nói chung con giỏ đan này thì đồ build khá là đẹp á anh em. Tổng quan xét đồ này thì Khải thấy đẹp nhất vẫn là dây chuyền đến vũ khí với lại đôi giày. Đó. Chúng là tổng xét đồ này phải trên dưới 3 triệu anh em, trên 3 triệu ấy, không ít đâu. Xét đồ này nhỉnh hơn xét đồ kia một nhỉnh hơn xét đồ của ông lúc nãy Khải chơi một tí nè, khá là đẹp ấy. Rồi, nói chung thì
So, anh em thích xem cao thủ nào mà có tốt hoặc là tống kim này nọ thì cứ inbox thì Khải sẽ comment và Khải sẽ soi tiếp cho anh em xem nha. Và video Khải sẽ chấm dứt tại đây. Và thay mặt Nổ và cũng như anh em ủng hộ thì đừng quên ủng hộ cho Khải và cũng như Nổ một like chia sẻ nha. Rồi Khải đi bot thôi anh em ơi.